không? Dạ có. Con gỡ bao tay ra ăn cho nó dễ. Cái này nó không có lửa đổ không được. Có lửa nó lâu ha con. Có lửa hả? Hồ cạn nó ra luôn á, nó nhắc luôn. Ủa vậy? Có lửa thì cạn nhanh lắm. Hôm nay là mùng 3 Tết. Ăn bánh căn buổi sáng trong cái lạnh của Đà Lạt. Còn lâu. Phía trước là quầy sữa đậu nành.